Hello, chào cả nhà. Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cái buổi số 2 của chương số 1 nhé, chương Este Lipids. Hello, chào cả nhà. Hôm nay là chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu là buổi số 2 của chương số 1, chương Este Lipids. Buổi số 2 chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu cái skill tìm đồng phân Este cực kỳ nhanh, siêu nhanh của chúng mình ạ. Và với cái phản ứng thủy phân. Thì hãy share lại video này, bởi đây là một video free ạ, và giúp chúng mình S tất cả các bạn của cháu vào đây ạ. Nào, ok. Câu số 1, số đồng phân Este ứng với công thức phân tử C3SO2. Thế thì câu này các cháu làm như nào ạ? Câu này các cháu làm như nào ạ? Thì rất rất nhiều cháu ở đây là chưa học Este, đúng không? Thế đây bây giờ nhiều cháu thì như này, nhiều cháu thì nó sẽ chọn cái cách viết hết ra. Đây các cháu nhìn chúng mình nhé. Cách số 1, các cháu viết hết ra như sau ạ. Sẽ có đồng phân là HCOOC2H5, và đồng phân thứ hai là C2CH3COOCH3, và cháu nó có hai đồng phân, được không ạ? Thế nhưng mà với skill của chú Binh nhé, các cháu nhìn kỹ nhé, với skill của chú Binh ạ, skill của chú Binh có tên là 3 4 5 2 4 8. Ok, nhớ không ạ? 3 4 5 2 4 8. Cháu nào mà không biết cái skill này ạ, cháu nào mà không biết cái skill này thì vui lòng ngay lập tức đi lên bên trên YouTube nhá. Đây YouTube đây. Lên ngay trên YouTube search chúng mình là đồng phân nhanh. Đồng phân. Đây đồng phân nhanh này. Là hiện ra video của chúng mình luôn. Đấy, đồng phân siêu tốc hiện ra ngay lập tức. Ô sao lại có cái cô bé xinh xinh này nhỉ? Đây hiện ra chúng mình này. Hiện ra chúng mình. Đấy, chúng mình nói rất là nhiều rồi. Đây, video này 39.000 lượt xem. Nhá, từ 2 năm trước rồi chúng mình là người nghĩ ra chiêu này. Được chưa? Đấy, 855 lượt thích, còn chỉ có 29 lượt dislike. Dislike này không biết là chắc là chúng nó không hiểu. Đấy, còn lại rất nhiều đứa hiểu. Ok, đấy nhá. Còn bây giờ chúng ta vào đây chiến này. Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ này. Đây nhá, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy này, Este của chúng mình có dạng là R1COOR2. Nhìn kỹ nhá. Este của chúng mình có dạng là R1COOR2. Thế thì với cái thằng có dạng là R1COOR2 này này, thì chúng mình sẽ được là R1 cộng với R2 thì bằng, đấy nhá, R1 cộng 1 cộng R2 thì bằng 3 carbon. Ok không? Vậy ở đây chúng ta sẽ được là R1 cộng R2 thì bằng 2. Ok không ạ? Este thì điều kiện là R1 này phải lớn bằng 0 và R2 này phải lớn bằng 1. Tại sao R1 lại lớn bằng 0 ạ? Tại vì nó có thể là HCOO. Đúng không? R2 lớn bằng 1 bởi vì là đuôi của thằng ancol thì chắc chắn phải là CH3, ít nhỏ là nhỏ nhất. Đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có này, phân tích 2 thành tổng các số hạng, các cháu nhìn nhá. 0 cộng với 2, 1 cộng với 1. Ok chưa? 3 4 5 2 4 8 nhá. 3 4 5 2 4 8. Vậy ở đây mình có này. 0 1 2 với cái skill này chúng mình đã nói rất là kỹ ở trong video trên YouTube, thì 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1. Ok không ạ? Vậy này, 1 1 1 1 1 dưới cộng trên phải nhân. 1 nhân 1 bằng 1. Dưới cộng trên phải nhân, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Vậy suy ra, ở đây mình có C3SO2 có 2 đồng phân. Dĩ nhiên với cái chiêu này của chú Minh, hoàn toàn mình có thể nhận được 2. Bây giờ các cháu nhìn thấy là nếu mà chúng ta mà viết thì nó cũng nhanh. Mà nếu mà dùng cái cách của chú Minh thì nó cũng nhanh. Đúng không ạ? Với cái anh mà nhỏ như là C3SO2 thì cái chiêu viết với lại chiêu phương pháp này của chú Minh chưa thấy một cái thằng nào mà có cái độ ưu việt hơn. Bây giờ mình sang tiếp nhé. Hiểu không ạ? Câu số 2. Đấy, đề học khối A năm 2008, các cháu thử làm xem ạ. Các cháu thử cho chúng mình biết xem là với cái câu này thì là đáp án đúng là đáp án gì ạ? Nào ạ. Hello, chào hàng khoai nhá. Hello, chào tất cả các cháu. Các cháu giúp chúng mình share lại video này lại về tường ạ. Đây một buổi video live stream free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu ở đây ạ. Cảm ơn tất cả các cháu nhá. Chúng mình đang ở trên con đường là chỉnh làm sao cho nó lại sáng trưng. Mà nó vẫn cứ tối tối. Chúng mình đang ghét vì nó tối. Không hiểu sao tối luôn. Tại chúng mình mới đổi máy quay đấy. Chúng mình mới đổi máy quay. Xin phép các cháu là bắt đầu buổi sau thì sẽ nó sẽ được sáng hơn. Còn hôm nay thì các cháu thông cảm nhá. Tối quá nhỉ. Nhưng mà tối cũng sao. Xe lại video livestream lại về tường ạ. Tag các bạn vào đây với ạ. Tag các bạn vào đây với giúp chúng mình với ạ. Tag cho chúng mình cái đứa bạn mà từ trước đến giờ sợ tìm đồng phân thì hôm nay không còn sợ nữa. Học chúng mình hết sợ đồng phân luôn. Học chúng mình là hết sợ đồng phân luôn ạ. Nào, câu số 2 nào. Câu số 2 thấy rất nhiều cháu comment đáp án rồi. Câu số 2 xem nhá. Nào, bây giờ nhìn này, skill này.
Câu số 2 là số đồng phân este có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Nhìn kỹ nhá. R1COOR2 ạ. R1COR2 ạ. R1COR2 vậy chúng ta sẽ có là R1 cộng R2 bằng mấy carbon ạ? 4 trừ đi 1 còn 3. Ok không ạ? Nhìn này, nhìn này. 0 cộng 3 này, 1 cộng 2 này, 2 cộng 1 này. Được chưa? Nhìn kỹ nhá. 0, 1, 2 chỉ có 1. Đúng không ạ? Tại sao ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhá. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 mà thôi. Ok không ạ? Vậy này. 0, 1, 2 chỉ có 1. 3 mình có 2. Vậy 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Kinh điển chưa ạ? Nào, thấy cái skill của chúng mình kinh điển không ạ? Đấy, các cháu thấy không? Vậy đáp án đúng của chúng ta đáp án gì? C4. Ok. Skill cực kỳ kinh điển ạ. Hãy like video này bởi vì đây là một video free mà chúng mình giúp cho tất cả các cháu không còn kinh sợ về đồng phân nữa. Hãy giúp chúng mình share lại video live stream này lại về tường và tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video live stream này với ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Ok, các cháu thấy skill đồng phân của chúng mình như thế nào ạ? Có kinh khủng không ạ? Có kinh khủng tởm không ạ? Nào bây giờ này, đứa trà nào mà vẽ nhá, đứa nào mà viết đi tìm đồng phân, tìm thử cho chúng mình cho thằng số 3 này bao nhiêu đồng phân ạ? Là đứa nào mà chuyên đi viết với chuyên đi vẽ này, vẽ thử xem anh C5H10O2 này có bao nhiêu đồng phân. Căng lắm, đúng không? Skill này, skill kinh điển luôn, căng cực luôn ạ. Hãy share video này, stream này lại bởi vì đây là một video free mà giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video này với ạ. Thank you tất cả các cháu đã và đang theo dõi video này. Xuân Triều vẫn thấy khó hiểu. Chúng mình nghĩ rằng là có rất rất nhiều cháu sẽ thấy khó hiểu. Đơn giản thôi bởi vì cháu không học chúng mình ngay từ đầu. Chỉ cần tẹo nữa. Nào. Tẹo nữa thôi thì ngay lập tức các cháu sẽ hiểu ngay lập tức luôn. Bởi vì là chúng mình sẽ gửi cho em cái link ạ. Cái link để hiểu ạ. Ok. Đây. Đây. Pin vào đây cho các cháu xem. Ok. Đấy. Căng cực. Biến này biến cực căng luôn ạ. Nếu mà không theo dõi cái này ngày mai trở thành người tối cổ luôn. Nhiều bạn bảo là cái chỗ nhân này vẫn không hiểu. Đây chúng mình giải nhá. Đây không thì có 1, 3 thì có 2. Không thì có một cách chọn. 3 thì có 2 cách chọn. Vậy thì tổng cộng nó sẽ có là 1 x 2 là 2 cách chọn. Ok. Hoặc đơn giản không cần phải hiểu. Dưới cộng trên nhân. Cứ thế cho chúng mình là ngon lành cành đà. Nào sang câu số 3 nào. Câu số 3 đáp án gì các cháu ơi? Câu số 3 ạ. Nào các cháu cùng thử với chú Vinh xem nào. Câu số 3. Số đồng phân este của C5H10O2 ạ. Câu số 3. Số đồng phân este của C5H10O2 ạ. Xem là đáp án gì ạ? Số đồng phân este của C5H10O2 ạ. Đồng phân este nhưng mà lại là của C5H10O2 cơ. Vậy nó là đáp án gì ạ? Đồng phân este của C5H10O2. Nào. Mình có này. Nhìn kỹ nhá. R1. Chúng mình có này R1 này. COOR2 đúng không? Vậy có phải hoàn toàn ở đây mình sẽ được là R1 cộng R2 bằng 5 bỏ đi một carbon là còn 4. Ok, vậy mình có nhé. 4 bằng 0 cộng 4 bằng 1 cộng 3 bằng 2 cộng 2 bằng 3 cộng 1. Ủa, cái này như là lớp 1 luôn ạ. Đây như là lớp 1 luôn. Vậy mình có này. 3 4 5 2 4 8. Ok chưa? 0, 1, 2 có 1, 1, 1 mà thôi. Nhá. Vậy hoàn toàn đây mình có này. 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Ok. 3 có mấy ạ? 3 có 2. 4 có 4. Ok. Vậy mình được này. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 bằng mấy ạ? Bằng 9. Ok. Vậy số đồng phân của chúng mình là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các cháu? 9 đồng phần. Ok, các cháu thấy cái phương pháp này kinh điển đúng không ạ? Ok.
Ok. Cảm ơn bạn Phùng Thị Hồng Loan. Phùng Thị Loan bảo là học chú Minh thì từ 4 điểm. Giờ đi thi thì lên tận 6,5. Đấy là Phùng Thị Hồng Loan là mới học cái lúc cuối cuối rồi nhá. Còn lại tất cả các bạn mà học, đây là mới học live free thôi. Còn tất cả những bạn mà đã học cái khóa full video hay là học offline của chú Minh, thì đấy, như các cháu nhìn thấy là tất cả các bạn đều ở trên 9 điểm hết. Đều trên 9 điểm, 9 chặt luôn ạ. Thế thì các cháu chú ý nhá, chú Minh có khóa full video nhá. Cháu nào muốn đăng ký thì hoàn toàn inbox phía dưới nhá. Với những skill kịch độc hơn cả skill này luôn ạ. Đây chỉ là một trong số các skill của chúng mình thôi ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy giúp chú Minh share video này lại về tường và tag tất cả các bạn của các cháu sợ tìm đồng phân vào đây ạ. Không cần hiểu cũng tìm được ạ. Không phải là một công thức gì đó nó quá kinh điển, chúng ta chỉ cần học được như bọn trẻ con lớp 1 mà thôi nhá. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu. À, hello, chào Chim Xuân Quốc, chào Ngô Tiến Thắng. Comment đáp án thật nhiều để tí nữa sang câu số 10 chúng mình còn tặng quà nhá. Comment đáp án thật thật nhiều vào để tí nữa sang câu số 10 chúng mình còn tặng quà. Bây giờ câu số 4 ạ. Bây giờ câu số 4 là biến căng cực luôn. Bây giờ chúng mình muốn thế này này. Comment đáp án câu số 4 nha. Chúng mình sẽ chỉ tặng quà cho 10 cháu nào comment đáp án câu số 4 đầu tiên và share lại video live stream này về tường nữa. Bởi vì vừa nãy chúng mình thấy là có rất rất nhiều cháu là comment đáp án rất là nhiệt tình luôn ạ. Thế bây giờ chúng mình sẽ là cố gắng để gửi quà cho 10 cháu comment đáp án câu số 4 nhanh nhất. Comment đáp án câu số 4 nhanh nhất ạ. Xem nào. Ui, nó comment 4 nhiều lắm. Đỗ Đức Nhẫn này. Đỗ Đức Nhẫn này. Đỗ Đức Nhẫn chưa xe ứ có quà cho ạ. Bước 1 phải xe cơ ạ. Phú Lê này. Phú Lê xe chưa? Phú Lê xe chưa? Phú Lê chưa xe chưa có quà. À, Huy ơi, tí nữa chú like xong cái đề này thì chú Minh sẽ like đề Sở Thái Bình nhá. Thiên Trần ạ. Thiên Trần ạ. Thiên Trần chưa xe chưa có quà rồi. Huyết Liên Hoa này. Huyết Liên Hoa xe chưa? Huyết Liên Hoa xe rồi, gửi quà cho Huyết Liên Hoa này. Bước 1 xe video này. Đấy, Huyết Liên Hoa có quà rồi. Bước 1 xe video đấy, 10 gửi chú Minh chỉ gửi cho 10 cháu thôi ạ. Nguyễn Khánh này, Nguyễn Khánh xe chưa? Top fan của chú Minh này, toàn top fan. Top fan đây, Nguyễn Khánh xe rồi đây, gửi quà cho Nguyễn Khánh này. Gửi quà cho Nguyễn Khánh ạ. Bước 1 xe video live stream của chú Minh lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 4 chú Minh chỉ gửi qua cho 10 cháu comment nhanh nhất thôi ạ. Tạ Hoài Việt, hello, chào Tạ Hoài Việt. Tạ Hoài Việt đây, Tạ Hoài Việt đây rồi. Gửi quà cho Tạ Hoài Việt luôn này. Gửi quà luôn ngay và luôn cho Tạ Hoài Việt này. Đấy. Ui, đấy. Được chưa ạ? Bước 1 xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án như đoạn câu 2 ạ. Hello, chào An Nhiên, hello, chào An Nhiên. Hello, chào An Nhiên đây, An Nhiên đây rồi. Gửi quà cho An Nhiên này. Gửi quà cho An Nhiên này. Đấy, bước 1 nhớ xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án chúng mình gửi quà ngay tức luôn cho ạ. Hello, chào Mai Phương. Đấy, Vĩ Triệu Lê đúng không? Lớp 11 cháu ạ. Hello, chào Thu Hương. Thu Hương xe chưa? Đấy, một video mà tìm đồng phân nhanh như thế này mà không xe thì hơi bị tiếc ạ. Hãy xe lại video này bởi đây một video free ạ. Giúp chú Minh vui lòng giúp chú Minh tag các bạn của các cháu vào trong video live stream này với ạ. Tag các bạn bị vã đồng phân vào đây với ạ. Xuất phát sớm là một lợi thế. Và xuất phát sớm với chú Minh thì lại còn là một lợi thế hơn chặt luôn ạ. Xuất phát sớm đã là một lợi thế rồi, nhưng mà xuất phát sớm cùng chú Minh thì đố bọn bạn mà bọn bạn bây giờ nó chỉ có hít khói thôi ạ. Hello, cảm ơn các cháu ạ. Cảm ơn tất cả các cháu. Chào Mạnh quay xe. Mạnh quay xe có quà rồi nhờ. Phương Nguyễn này rồi. Ok, gửi nốt quà bạn Phương Nguyễn chúng ta vào bắt đầu chúng ta chiến tiếp ạ. Ok, chúng ta vào chúng ta chiến tiếp thôi. Nào, chiến tiếp ạ. Chiến tiếp ạ. Câu số 10 mình quay trở lại và tặng quà nhá. Câu số 4 ạ. Số đồng phân ST của C6H12O2 ạ. Đấy thì bây giờ mà viết ra thì là toang đúng không ạ? Bây giờ mà viết ra thì toang. C6H12O2 ạ. C6H12O2. Mình có là R1 R1 COOR2. Vậy hoàn toàn mình được là R1 cộng R2 thì bằng 5. Đúng không? Vậy hoàn toàn mình có cái gì ạ? 0 cộng 5, 1 cộng 4, 2 cộng 3. Dễ thôi ạ. Như chơi trò đếm số. 3 cộng 2, 4 cộng 1. Giờ đọc ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8 đúng không các cháu? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 4 có 4, 5 có 8 ạ. 0, 1, 2 thì chỉ có mấy ạ? 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. Vậy dưới cộng trên mình nhân nhá. 1 nhân 8 bằng 8, 1 nhân 4 bằng 4, 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 1 bằng 2, 4 nhân 1 bằng 4, 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2. Thế nào? Bao nhiêu đồng phân ạ? Nhiều nhiều thế. 8 4 12 14 nhá. 14 này. 14 cộng với lại 2 là 16, 16 cộng 4 là 20. Vậy chúng ta có tổng cộng là
20 đồng phân cơ ạ. 20 đồng phân mà bây giờ đi viết ra thì có mà đến Tết Tây các cháu ạ. Nhá, 20 đồng phân mà đi viết ra hết ra có mà đến Tết Tây. Chỉ có học chú Minh thì mới có những cái chiêu skill kinh điển như thế này để giúp đỡ cho các cháu thôi ạ. Chỉ có chú Minh mới có những skill mà gọi là thuộc dạng là skill kinh điển giúp đỡ cho các cháu thôi ạ. Các cháu thấy hay không ạ? Các cháu thấy hay không ạ? Các cháu có hiểu không ạ? Có cháu nào không hiểu không ạ? Cháu nào không hiểu comment xuống dưới để chúng mình coi xem nào. Căng cực đúng không ạ? Biến thì cực kỳ căng. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi học skill tìm đồng phân este cực kỳ căng của chú Minh Violin ạ. Hãy share lại video này bởi vì đây là một video free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video livestream này ạ. Hello. Hello, cảm ơn cả nhà. Hello, cảm ơn cả nhà. Nào, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Nào, câu số 5. Câu số 5 ạ. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức, các cháu cùng comment đáp án cho chúng mình xem nào. Nào, cùng comment đáp án chúng mình xem nào. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X. Cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Nào, số đồng phân của X là cho hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử là C4H8O2. Số đồng phân của X là, xem nhá, số đồng phân của X là, chúng ta cùng nhìn nhá. Này, đây bây giờ đề bài hỏi chúng ta là đồng phân đơn chức rồi. Thế thì với tất cả những anh, thế thì với tất cả những anh là C thuộc dạng CnH2nO2 mà đề bài hỏi cái từ đơn chức nhá. Mà đề bài hỏi cái từ đơn chức. Vậy thì chúng ta sẽ đi nhá. Đây nhá, đây này, anh này này, anh này sẽ có đồng phân là axit và sẽ có đồng phân là este. Ok không ạ? Chúng ta sẽ có đồng phân axit nhá. Chúng ta sẽ có đồng phân axit và đồng phân este. Vậy hoàn toàn mình có này. Đồng phân axit của mình là gì ạ? Đồng phân axit của mình đây C4H8O2 thì mình đưa về dạng COOH. Vậy anh này là C3H7 đúng không? Anh này là C3H7. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là 345 248, 345 248. Vậy 3 của mình sẽ có mấy ạ? 3 mình sẽ có 2. Vậy đây là hai đồng phân axit nhá. Hai đồng phân axit, được chưa? Hai đồng phân axit, vậy thì đây là mình đã có hai đồng phân axit rồi. Bây giờ mình đi tìm đồng phân este nhá. Mình sẽ có là đồng phân este là R1 COO COO R2. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là R1 cộng với lại R2 thì bằng mấy ạ? R1 cộng R2 đây là 4 nhá. 4 thì chúng ta là R1 cộng R2 chỉ còn bằng 3. Ok. R1 cộng R2 bằng 3. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là 0 cộng 3. 0 cộng 3. 1 cộng 2 ạ. Đúng không ạ? 2 cộng 1 ạ. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. Vậy mình có là 0, 1, 2. 0, 1, 2 thì chỉ có 1 nhá. 3 của mình thì có 2. Được chưa? 3 của mình thì có 2. Vậy hoàn toàn mình sẽ được như sau ạ. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy mình có là 2 cộng 1 cộng 1 nhá. 2 cộng 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 4 nhá. Bằng 4, nhưng chúng ta phải chú ý cho mình ạ. 4 này với lại hai đồng phân axit ạ. 4 với lại hai đồng phân axit. Ở đây đề bài hỏi là đồng phân đơn chức mà. 4 cộng với lại hai đồng phân axit. Vậy là mình sẽ có là 4 cộng 2 thì bằng mấy ạ? 4 cộng 2 thì bằng 6. Ok, biến này cực kỳ căng ạ. Đây là một trong số những chiêu hay đây là một trong số những skill cực kỳ kinh điển của chú Minh Mialin ạ. Đấy, số đồng phân của X là 6 đồng phân. Ok. Sang câu số 6 nào. Sang câu số 6 này. Các cháu nghĩ xem câu số 6 đáp án gì ạ? Bây giờ lại là hỏi về đồng phân đơn chức đi ạ. Bây giờ lại là hỏi về đồng phân đơn chức đi ạ. Thế thì cứ nhớ chú Minh sau này nhá. Khi mà đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân đơn chức ấy. Khi mà đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân đơn chức thì chúng ta sẽ tìm là cả đồng phân este và cả đồng phân axit. Ok? Được không ạ? Sẵn sàng không ạ? Nào chúng ta cùng làm tiếp xem nào. Xem là câu số 6 C5H10O2 thì có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? Câu này cũng rất là căng ạ, câu này rất là hay ạ. Xem nhá, C5H12 bao nhiêu đồng phân đơn chức? Thế bây giờ nâng cấp của chúng ta thêm một chút nữa đi ạ. Nâng cấp level thêm một chút nữa đi ạ. Đồng phân axit nhá thì C5H12 nó còn là C4H9COOH. Ok, 345 345 248. Vậy 4 này có 4 đồng phân axit. Các cháu có hiểu không ạ? 4 đồng phân axit nhá. Tiếp tục ạ. Đồng phân este ạ.
đồng phân ST ạ. Đồng phân ST thì chúng ta sẽ có như sau ạ. R1COOR2. Vậy hoàn toàn mình được là R1 cộng với lại R2 thì bằng 5 trừ 1 thì bằng 4. Vậy hoàn toàn mình được là 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Ok, vậy hoàn toàn mình sẽ có là 0, 1, 2 thì mình chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. 3 mình có mấy ạ? 3 mình có 2, 2. Và 4 thì mình có mấy? 4 có 4. Đúng không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. Vậy tổng cộng mình sẽ có bao nhiêu ạ? Đây. 4 này cộng với lại 4 này là 8. 8 cộng 1 là 9. 9 cộng 4 bằng 13 đồng phân. 9 đồng phân ST nhá. 9 đồng phân ST cộng với lại 4 đồng phân axit. Vậy tổng cộng là mình sẽ có 13 đồng phân nhá. 13 đồng phân đơn chức. Ô, chỗ này là chúng mình đáp án đúng, chúng ta phải là đáp án E nhá. 13 đồng phân đơn chức. Ok nhá. 13 đồng phân đơn chức. Ok, các cháu thấy hay không ạ? Các cháu thấy hay không ạ? Nào, nếu mà thấy hay thì hãy share video livestream này lại về tường ạ, và tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Nếu thấy hay ạ, hãy share video này lại về tường và tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Skill tìm đồng phân cực kỳ nhanh của chú Minh Violin ạ. Cảm ơn tất cả các cháu. Hãy comment đáp án thật là nhiều để sang đến câu số 10 để chú Minh tặng quà cho các cháu nhá. Chú Minh sẽ tặng quà ở mốc câu số 10 ạ. Câu số 7. Và thế câu số 7 này thì đáp án gì bây giờ ạ? Số 7 này, tổng số chất hữu cơ bạch hở. Tổng số chất hữu cơ bạch hở mà lại có cùng công thức phân tử là C2H4O2. Câu này rất là hay luôn. Khi mà đề bài hỏi chúng ta là tổng số chất hữu cơ bạch hở, vậy ở đây là đề bài xét hết nhá. Đề bài xét hết tất cả các kiểu đồng phân. Ok. Đề bài xét hết tất cả các kiểu đồng phân. Thế bây giờ đồng phân yêu cầu chúng ta là tổng số chất hữu cơ bạch hở. Tổng số chất hữu cơ bạch hở có cùng công thức phân tử là C2H4O2. Xem nào, thằng nào đầu tiên là gì ạ? HCOOCS3. Đúng chưa? HCOOCS3. Thằng thứ hai ạ, CH3COOH. Một thằng là thằng este, một thằng là thằng axit. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Đây này, CH2OHCHO. Chúng ta tổng cộng có 3 thằng nhá. Chúng ta tổng cộng có 3 thằng có cùng công thức phân tử là C2H4O2. Các cháu nhớ chưa? Các cháu nhớ chưa? Đấy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, à, thấy không? Biến cực căng. Chúng ta vừa mới xong một cái skill thôi à. Chúng ta vừa mới xong một cái skill kinh điển của chú Binh thôi à. Một trong số các skill kinh điển của chú Binh thôi ạ. À. Bây giờ chúng ta mới sang cái skill số 2 ạ. À. Rất là buồn cho những bạn nào không theo dõi đến cùng ạ. Skill thứ hai này còn độc hơn skill số 1 ạ. Giúp cho các cháu tiết kiệm thời gian đến mức thấp nhất trong việc làm các bài tập nhá. Bước 1 hãy share lại video livestream này lại về tường ạ. Bước 2 hãy tag tất cả các bạn của cháu vào trong video livestream này ạ. Nhanh tay ạ. Ok ạ. Khẩn trương ạ. Comment đáp án chúng mình coi với ạ. Có bạn nào mà chưa comment đáp án không ạ? Có bạn nào chưa comment đáp án không ạ? Xem nào. Uầy, hôm nay sao lại vào học yếu hơn hôm thứ tư là thế nào nhỉ? Hôm nay sao các cháu lại vào học yếu hơn hôm thứ tư? Hôm nay các cháu đi chơi hết rồi. À, hôm nay thứ bảy chúng nó đi du lịch rồi. Đúng không? Nếu bạn nào mà đang ở chỗ những cái khu du lịch hay là những cái khu vui chơi giải trí ạ, thì hãy giúp chú Minh một điều. Đấy là gì ạ? Đấy là hãy share video livestream này lại. Đúng không? Và tag mấy bạn vào đây ạ. Để chúng ta cùng học ạ. Ok ạ. Hello, chào Đặng Thu Thủy. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi học của 2K3. Và tí nữa thôi, sau khi dạy xong 2K3 thì chú Minh sẽ chữa cái đề của Sở Thái Bình nhá. Tí nữa dạy xong 2K3 chú Minh sẽ dạy 2K2 luôn. Ok, câu số 8 à. Câu số 8. Ok, câu số 8 nhá. Câu số 8 mới kinh ạ. Bây giờ chúng ta nhá. Bây giờ chúng ta này sang câu số 8 này. Câu số 8 này biến mới kinh này. À, một trong số những cái kỹ năng giải nhá. Một trong số những cái kỹ năng giải ở câu số 8 này, đấy là số diete được tạo bởi ethylene glycol chứa gốc hai gốc axit CH3COH và CH5COH là, thì các cháu nhìn kỹ này. Đây này, các cháu nhìn kỹ đây nhá. Xem nhá. Ethylene glycol.
ethylene glycol chúng ta đây này. CH2OH đúng không ạ? Bây giờ chứa các hai gốc axit này, số diete mà lại chứa hai gốc axit này thì có mấy ạ? Thì chuyển thành diete thì chúng ta chỉ có bao nhiêu thôi ạ? CH2OOC đúng không ạ? CH3 và CH2OOC C2H5. Vậy mình chỉ có mấy đó? Mình chỉ có một cháu duy nhất thôi ạ. Một cháu duy nhất thôi ạ. Thế thì chúng mình sẽ có những cái chiêu như sau để làm cái câu này. Thì chúng mình đặt anh này là anh số 1, anh này là anh số 2. Diete này thì chỉ cắm vào anh này thôi. Vậy chúng ta sẽ có là 1 và 2. 2 và 1 đảo ngược lại không được bởi vì nó bị trùng nhá. Vậy chúng ta chỉ có 1 và 2, suy ra chỉ có 1 đồng phân. Ok? Hiểu chưa? Câu số 9 nào ạ? Câu số 9. Số 3-ester. Câu số 9 ạ. Số 3-ester được tạo bởi glycerol chứa 3 gốc axit. Bây giờ căng hơn đi ạ. Bây giờ căng hơn một chút là đề bài bây giờ yêu cầu chúng ta là thế này nhá, là số 3-ester được tạo bởi glycerol và 3 gốc axit ạ. Có nghĩa là chứa đồng thời nhá, có nghĩa là chứa đồng thời cả 3 cái gốc này. Được không ạ? Chứa đồng thời cả 3 cái gốc này thì mình lưu ý này, chúng mình sẽ nhìn nhá. Glycerol ở đây. CH2OH CH OH CH2 OH. Ok không ạ? Ok không ạ? Vậy thì ở đây mình có này. Anh này chúng mình đặt là số 1. Anh này chúng mình đặt là số 2. Và anh này chúng mình đặt là số 3. Thế thì đề bài hỏi chúng ta là số 3-ester, vậy chúng mình chỉ cắm ở đây thôi. Vậy mình có này. Chú ý đề bài bảo là chứa đồng thời cả 3 gốc nhá. Đề bài bảo chúng ta là chứa đồng thời cả 3 gốc. Vậy mình có là 1, 2, 3. Ok không ạ? 1, 2, 3. Và gì ạ? 1, 3, 2. Nhìn nó chưa? 1, 3, 2. Và gì ạ? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Vậy số 3-ester mà tạo bởi glycerol nhưng mà chỉ chứa 3 gốc axit này nhá, chứa cùng lúc cả 3 gốc thì nó chỉ gọi 1, 2, 3 thôi ạ. Với các số này là thay thế lần lượt từng đẳng gốc axit đính vào. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 3 cháu. Ok, 3 cháu nhá. Xong câu số 9 ạ. Sang câu số 10 nào các cháu ơi. Sang câu số 10 nào các cháu ơi. Câu số 10 nào. Căng cực, căng cực, căng cực. Câu số 10 nhá. Số 10 nào. Bao nhiêu cháu biết đáp án câu số 10? Nào, comment nhanh đáp án câu số 10 để được nhận quà. Chúng mình đã hứa rồi ạ. Ở câu số 10 này chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất ạ. Ở câu số 10 này chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất ạ. Và share video live stream này của chúng mình lại về tường ạ. Và tag tất cả các bạn và các cháu vào đây ạ. Khẩn trương ạ. Câu số 10 ạ. Số 3-ester được tạo bởi glycerol và chỉ chứa 2 gốc axit ạ. Nào chúng mình đang chờ đợi đây ạ. 10 cháu comment đầu tiên và phải share video live stream lại về tường ạ. Hello chào Xuân Triều. Xuân Triều đã share chưa? Xuân Triều chưa share, chưa có quà. Hello chào Nguyễn Thị Kim Khánh. Nguyễn Thị Kim Khánh đã share chưa nào? Nguyễn Thị Kim Khánh chưa share, chưa có quà. Các cháu ơi, bước 1 share video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Chào cháu Pháp Tô. Pháp Tô chưa share ạ. Hello Hà Đỗ. Hà Đỗ đã share video live stream chưa ạ? Hà Đỗ share rồi. Gửi quà cho Hà Đỗ ạ. Gửi quà ngay lập tức cho Hà Đỗ. Ok. Gửi quà cho Hà Đỗ. Hello chào Hà Đỗ nha. Hello chào Quang Minh Lương. Hello chào Quang Minh Lương. Lương. Quang Minh Lương đây rồi. Gửi quà cho Quang Minh Lương. Hello Quang Minh Lương nha. Đây, gửi quà cho Quang Minh Lương đây. Bước 1 share video live stream của chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Phát Tô này. Phát Tô share chưa? 10 cháu ạ. Phát Tô chưa share, chưa có quà. Đức Duy ạ. Đức Duy share chưa ạ? Đức Duy share rồi. Gửi quà cho Đức Duy ạ. Bước 1 share video live stream của chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào cháu Đức Duy nhá. Chào Xuân Triều ạ. Xuân Triều đã share video live stream của chúng mình chưa nào? Xuân Triều vẫn chưa share, chưa share, chưa có quà cháu ơi. Hà Đỗ xe chưa? Hà Đỗ đã xe, tên này nghe quen quá. Hà Đỗ hình như chúng mình gửi quà rồi. Đúng không? Đấy, biết ngay. Đây, chúng mình gửi quà rồi đây. Đấy. Ok. Hello chào Nguyễn Huy Hoàng. Nguyễn Huy Hoàng đã xe video live stream chúng mình chưa nào? Nguyễn Huy Hoàng xe rồi, gửi quà cho Nguyễn Huy Hoàng. Ok. Nhá, bước 1 xe video live stream của chúng mình lại về tường.
Bước 2 comment đáp án để ngay tức nhận được quà của chú Minh ạ. Hello, chào Mỹ Dung. Mỹ Dung đã share video livestream chú Minh chưa nào? Nào, Mỹ Dung chưa share, chưa có quà. Hello, chào Ngọc Hân. Ngọc Hân đã share video livestream chú Minh chưa? Ngọc Hân chưa share, chưa có quà. Hello, chào Như Huỳnh. Như Huỳnh đã share chưa? Như Huỳnh share rồi đây, gửi quà cho Như Huỳnh. Gửi quà cho Như Huỳnh, chú Minh gửi quà vào chỗ comment nhá. Ok, xuất phát sớm là một lợi thế. Hôm nay chúng ta học sang buổi số 2 ạ. Ok, chào Nhi Nhi. Hello, chào Nhi Nhi. Nhi Nhi đã share video livestream chú Minh chưa? Nhi Nhi share rồi đây. Gửi quà cho Nhi Nhi nhá. Gửi quà cho Nhi Nhi. Hello, chào Nhi Nhi ạ. Hello, chào Nhi Nhi. Nào, Quang Minh Lương có rồi. Hello, chào Tố Uyên. Tố Uyên chưa share rồi. Tố Uyên chưa share. Hello, chào Hà Đỗ. Hà Đỗ share chưa? Hà Đỗ share rồi. Gửi quà cho Hà Đỗ ạ. Đây. Quà Đỗ có quà rồi nhá. Hà Đỗ có quà rồi nhá. Nào, Đặng Ngọc Nam này. Đặng Ngọc Nam đã share video livestream của chú Minh chưa? Đặng Ngọc Nam chưa share, chưa có quà. Đỗ Xuân Phương ạ. Đỗ Xuân Phương đã share video livestream chú Minh chưa? Đỗ Xuân Phương, cháu này share rồi. Gửi quà cho Đỗ Xuân Phương luôn. Ok, chú Minh gửi nốt quà cho cháu Đỗ Xuân Phương thôi. Rồi chúng ta bắt đầu chiến tiếp các cháu nha. Nào, chiến tiếp nào. Câu số 10 ạ. Số 10 này, bây giờ cùng xem chú Minh cân câu số 10 như nào nhá. Với những skill này của chú Minh thì các cháu sẽ nhớ chọn cả cuộc đời ạ. Với những skill sau đây thì các cháu sẽ nhớ chọn cả một cuộc đời ạ. Số Trieste được tạo bởi từ glycerol chỉ chứa hai gốc. Trieste, vậy là nó có ba chỗ để cắm. Đúng ạ. Đặt thằng này thằng số 1, thằng này thằng số 2. Chỉ chứa hai gốc. Vậy mình sẽ có là 1 1 2 1 2 1. Đúng ạ. 2 và 1 là bị trùng nhá. 2 2 1 2 1 2. Vậy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu ạ? Vậy tổng cộng chúng ta có bao nhiêu ạ? Chúng ta có 4 cháu. Ok. Chúng ta có 4 cháu nhá. Số Trieste được tạo bởi glycerol và chỉ chứa hai gốc axit là chúng ta có 4 cháu. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. 11 khó một chút nữa. Bây giờ lúc này chúng mình lại hỏi là tạo thành tối đa nhá. Câu hỏi này của chúng mình lại tạo thành tối đa. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Phần này lừa dã man lắm ạ. Thằng này biến cực kỳ căng ạ. Căng kinh điển luôn ạ. Cháu nào chưa biết thì nhanh tay share lại video này lại về tường, cũng như là tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video này với ạ. Câu số 11. Tạo được tối đa bao nhiêu este ạ? Tạo thành tối đa bao nhiêu este ạ? Căng lắm. Xem nhá. Chưa đứa nào dám làm gì luôn. Câu số 11 ạ. Tạo được tối đa bao nhiêu este ạ? Anh này là mấy chức ạ? Dieste. Dieste là 2. Đúng chưa? Dieste là 2 chức. Vậy ở đây nhá. 2 chỗ để cắm. 1, 2. Nhưng lúc này hỏi là tạo thành tối đa. Anh này và hai anh này thì tạo thành tối đa. Vậy chúng ta sẽ có này. 1, 1, 2, 2. 1, 2. 2, 1 không được. Trùng. Vậy có mấy ạ? À, chính xác. À, 3. Các cháu có hiểu không ạ? Rất là dễ thôi. Cái phần này thì cứ học theo chú Minh ngay từ đầu thì ngay lập tức là chúng ta sẽ hiểu bài ngay lập tức luôn. Không có gì phải khó khăn cả, không có gì sợ hãi cả nhá. Sang câu số 12 nào. Câu số 12. Từ glycerol và hai axit. Từ glycerol và hai axit CH3COH, HCOH tạo được tối đa bao nhiêu trieste? Tạo được tối đa bao nhiêu trieste? Ok, xem nhá. Bây giờ đề bài là hỏi chúng ta là tối đa bao nhiêu trieste. Căng đúng không ạ? Cực kỳ căng. Căng hơn cả dây đàn ạ. Tối đa bao nhiêu trieste? Trieste là đính vào thằng glycerol này. OOC này. OOC này. OOC này. Nhìn rõ chưa? Vậy thì ở đây nhá, bao nhiêu trieste? Vậy đặt anh này là anh số 1, anh này là anh số 2. Ok, vậy hoàn toàn mình sẽ có là gì ạ? 1, 1, 1 nhá. 2, 2, 2 nhá. 1, 1, 2 nhá. 1, 2, 1 nhá. 2, 1, 1 nhá. Không phải, 2 và 1 là trùng đúng không ạ? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Ok không ạ? Vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây chúng mình chúc mừng tất cả các cháu đã comment đúng
Chọn đúng đáp án là đáp án C, 6 đồng phân ạ. Chúng ta có từ glycerol và hai axit là CH3COH và HCOH thì chúng ta tạo thành tối đa là chúng ta sẽ thu được là 6 anh trieste nhá. Được chưa? Đây chúng ta sẽ đặt là anh CH3 dành cho những cháu nào vẫn chưa hiểu. Thì chúng đặt là anh CH3 gốc CH3COH là 1, gốc HCOH là 2, được chưa? Thì đây đề bài hỏi là tạo thành tối đa bao nhiêu trieste. Đây thì tương ứng anh này đứng đây anh số 1 này. Ứng 1 này, 1 này, được chưa? Hoặc là 3 thằng 2 cùng đính vào. Ok không ạ? Đây. Câu 13 là một câu bot. Câu 13 là một câu săn bot nhá. Câu 13 này biến căng dã man luôn. Câu 13 này biến tới căng dã man hơn luôn ạ. Bao nhiêu cháu đang theo dõi video livestream này comment được đúng đáp án câu số 13. Bước 1 lại share lại video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Bước 3 tát tất cả các bạn của các cháu kinh sợ đồng phân vào đây ạ. Chúng ta chỉ cần học 4 buổi ngày hôm nay thôi. Chúng mình có thể giúp cho các cháu cân được hết toàn bộ phần este, phần lipid và phần chất béo với những skill kịch độc ạ. Với những skill kịch độc của chúng mình. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tát tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Câu số 13. Câu số 13. Từ glycerol và 3 axit thì tạo được tối đa bao nhiêu trieste? Từ glycerol và 3 axit thì tạo được tối đa là bao nhiêu trieste? Tối đa bao nhiêu ạ? Tối đa bao nhiêu? Có bạn là Hà Đỗ, bạn ấy kêu là chưa hiểu. Hà Đỗ ơi, Hà Đỗ em xem lại video lại về tường nhá. Và theo dõi ngay từ đầu. Theo dõi ngay từ đầu thôi thì sẽ hiểu. Nhá, đây là các bạn làm được hết rồi này. Đấy, khổ không? Nhớ này. Bước 1 là phải click vào nút chuông nhá, đặt xem trước fanpage của chú Minh. Nhá, đặt xem trước fanpage của chú Minh để mà làm sao ạ? Để mà lúc mà chú Minh livestream được còn nhận được thông báo chứ không vào như bạn Hà Đỗ này là toang. Đây đây này, chúng nó comment được đáp án đúng hết này. Có mỗi Hà Đỗ là không là chưa hiểu này. Ok không ạ? Non nhá, chú Minh chữa nhá. Cả nhà cùng nhìn chú Minh chữa nhá. Từ glycerol và 3 axit này thì tạo được tối đa bao nhiêu là trieste? Thì đặt anh này là anh số 1, anh này anh số 2, anh này anh số 3 nhá. Trường hợp số 1 của chú Minh là 3 thằng giống nhau. 1 1 1 thì dĩ nhiên chúng mình sẽ có 2 2 2 và 3 3 3. Vậy suy ra ở đây chúng mình có 3 đồng phân. Có 3 chất. Được chưa? Tiếp tục nhá. 2 thằng giống nhau. 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1. Có 4 đúng không ạ? Có 4 ạ. Có 4 nhưng các cháu nhìn nhá. Có 4 đồng phân. Nhưng này, nhìn này, đây là 2 thằng 1 giống nhau. Dĩ nhiên chúng ta còn 2 thằng 2 giống nhau và còn 2 thằng 3 giống nhau. Vậy đây sẽ là 4 nhân 3. Ok không ạ? Bây giờ là cả 3 thằng khác nhau. 1 2 3 1 3 2 2 1 3. 3 cháu nữa. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có nhá. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có là 3 này cộng 12 này. Đây, thằng này bằng 12 này. 3 cộng 12 cộng 3 là bằng bao nhiêu ạ? 18 đồng phân. Ok không ạ? Các cháu có thấy phương pháp này cực nhanh không ạ? Các cháu có thấy phương pháp này cực hay không ạ? Hãy share lại về tường nhá. Hãy share lại về tường bởi đây là một chiêu skill free ạ. Đến từ chú Minh Mialin ạ. Ok. Nào, 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 nào. À, buổi trước ấy chú Minh đang dạy các cháu ấy. Đang sung nhỉ? Thế mà tự nhiên lại máy bị hết pin. Hôm nay máy không có chuyện bị hết pin nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần tính chất học. À, vừa nãy là chú Minh vừa dạy cho các cháu đến cả phần mà tìm đồng phân khó nhất rồi. Không còn phần đầu tìm đồng phân nào khó hơn cái phần mà chú Minh vừa dạy nữa. Đấy thì những cái cháu nào mà chưa hiểu thì vui lòng là share lại video này lại về tường. Cũng như là tag các bạn của các cháu vào đây ạ. Cháu nào mà chưa học đến thì cũng share lại về tường để sau này học. Đây là những skill kinh điển nhất nhá. Nhân tiện ở đây thì chú Minh cũng có giới thiệu là chú Minh có 4 khóa full video. Cháu nào mà muốn đăng ký thì hoàn toàn có thể inbox cho chú Minh. Với những skill cực kỳ kinh điển của chú Minh Mialin ạ. Cảm ơn Trần Lập. Đấy, quá kinh điển luôn ạ. Cực kỳ kinh điển đúng không ạ? Ok ạ. Cảm ơn Trần Lộc rất nhiều. Đấy, hãy like cho bạn Trần Lộc ạ. Nếu mà các cháu thấy những skill của chúng mình hay thì hãy like video live stream này ạ. Hãy like video live stream này. Tiếc gì một like cho cái video live stream này đâu ạ. Ok ạ. Bây giờ mình sang phần tính chất hóa học nhá. Ok. Hà Đỗ xem từ đầu vẫn chưa hiểu khổ thân. Thế thì Hà Đỗ phải học khóa học của chúng mình rồi. Hà Đỗ chắc chắn là chưa học một khóa học nào của chúng mình đúng không? Chưa học một khóa học nào của chúng mình thì mới dẫn đến tình trạng như vậy. Ok, câu số 14 ạ. Ok, bây giờ mình sẽ sang đến phần tiếp theo là phần tính chất hóa học. Tính chất hóa học của este thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần dễ dễ thôi.
tính chất hóa học của este thì chủ yếu của nó là phản ứng thủy phân ạ. Nhá. Chủ yếu là phản ứng thủy phân. Thì este của chúng ta thì thủy phân trong cả hai môi trường, là cả môi trường axit và cả môi trường kiềm. Thế thì cái này chúng ta cứ đi viết phương trình thôi là chúng ta sẽ hiểu. Dimethyl oxalate. Dimethyl oxalate, vậy thì cái gốc của nó phải là gốc axit oxalic nhá. Đây là axit acetic vứt, được chưa? Đây là axit malonic vứt, được chưa? Hai này đều là axit oxalic đây này, nhìn rõ chưa? Được chưa? Thế nhưng mà đây là dimethyl, vậy thì đuôi nhóm thế của nó phải là nhóm methyl OCH3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. COOCH3 và COOCH3. 14 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 15 ạ. Câu 15 ạ. Đun nóng este HCOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH nhá. Sản phẩm thu được là, thế thì các cháu chú ý này, các cháu chú ý này. À, nếu mà chúng ta đun nóng thằng este là HCOOCH3 ấy với anh NaOH ấy, đây là cái phương trình đầu tiên các cháu được học đúng không? Đây là cái phương trình đầu tiên các cháu được học đúng không? Vậy thì hoàn toàn đây mình có này. Thủy phân trong môi trường kiềm là nó là phản ứng thủy phân hoàn toàn nhá. Thủy phân trong môi trường kiềm, nhớ chú Minh, là nó là phản ứng thủy phân hoàn toàn. Vậy thì vắt chéo này ra này. Nếu mà thủy phân trong môi trường nước nhá thì nó sẽ tạo thành HCOH, nhưng HCOH tác dụng với NaOH để tạo thành HCOONa cộng với này OCH3 này, nó tạo thành là CH3OH nhá. HCOONa và CH3OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? HCOONa và CH3OH. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. B, bỏ các cháu nhá. Câu số 16 nè. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Câu số 16 ạ. Đun nóng este vẫn tương tự thôi ạ, vẫn tương tự thôi ạ. Đun nóng este CH3COCH5, phần này dễ rồi ạ. Hãy cùng co ve đáp án để chúng mình nhìn xem là cháu nào làm đúng, cháu nào làm sai ạ. Câu số 16 ạ. Đun nóng este CH3COOCH5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là gì? CH3COCH5 mà tác dụng với NaOH thì tạo thành CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ thu được là CH3COONa và C2H5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta nào? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Căng không ạ? Nào, sang câu số 17 nào. 17 là một câu làm ngược lại. 17 là một câu làm ngược lại nhá. Thủy phân STX 17 ở đây là đề bài cho ta là một cái câu là nó là một cái cách làm ngược lại. Thủy phân một STX trong môi trường kiềm. Thủy phân một STX, đây, STX này, thủy phân trong môi trường kiềm NaOH nhá. Thì thu được natri acetat CH3COONa cộng với ancol ethylic C2H5OH. Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn ở đây này, thằng X cộng với NaOH mà thủy phân ra hai này, vậy thì chắc chắn nó phải là gì ạ? CH3COOCH5. Đúng không? Mình ghép lại thôi ạ. Mình chưa cho ghép chữ thôi ạ. Đúng không ạ? Thì bởi vì anh này thì nó sẽ ra được CH3COONa và anh này ra được CH5OH. Ok, vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? CH3COOCH5. Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Sang câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Thế các cháu cần nhớ cho chúng mình thế này thôi ạ. Là một anh este và nó mà bị thủy phân ấy, thì nó sẽ bị thủy phân trong môi trường kiềm và môi trường axit. Nếu thủy phân trong môi trường axit thì nó thường thủy phân tạo thành là axit cộng ancol. Một vài trường hợp đặc biệt thì nó sẽ tạo thành anhít hoặc ceton. Còn thủy phân trong môi trường kiềm thì chủ yếu thì nó sẽ thủy phân tạo thành là muối cộng với lại ancol nhá. Cứ nhớ vậy thôi, thế là đơn giản nhất. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 18 ạ. Câu tiếp theo, câu số 18 ạ. Đun nóng este, đun nóng este với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là, đây, anh này đây, cho tác dụng với lại NaOH thì có phải, thì có phải là chúng ta thu được là CH3COONa không ạ? Cộng với gì ạ? Đây này, cộng với gì này? CH2 này, CH này thêm OH này, nối đôi này, CH thêm OH này. Được chưa? Thế nhưng mà các cháu nhìn nhá. Anh này kém bền.
Anh này kém bền, thì anh này nó giống như là thằng acetylen cộng nước đấy ạ. Anh này kém bền, ngay lập tức tạo thành CH3 CHO. Được không ạ? Cứ nhớ chú Minh nhá. Thằng này không bền, ngay lập tức tạo thành CH3 CHO. Vậy thì hoàn toàn đáp án đúng chúng ta là gì ạ? CH3 CONa và CH3 CHO. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ cái cháu nhá. B. Bỏ cái cháu ạ. Nhanh tay share lại video live stream này lại về tường ạ. Và tát tất cả các bạn và cháu vào đây ạ. Đây, hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ. Mình sang câu số 19 nào. Mình sang câu số 19 nào. Đun nóng este với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là. Bây giờ lại là ở câu 19 này. Đề bài lại hỏi chúng ta là đun nóng anh este này với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Thì chúng ta chú ý rằng đây đây, gạch chéo cái này đây. Thì mà mình thu được là CH2 nối đôi CHCONa không? Đây. Và CH3OH không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? A. Dễ. Quá dễ. Đúng không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Cực kỳ dễ luôn ạ. Câu 20. Câu 20 nào. 20. Bao nhiêu cháu biết đáp án câu 20 này? Comment chúng mình xem. Khẩn trương lên ạ. Bao nhiêu cháu biết đáp án câu 20 này? Comment chúng mình xem. Một este có công thức phân tử. Một este có công thức phân tử là C4H6O2. Một este mà có công thức phân tử là C4H6O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được acetaldehyde. Thế thì các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn kỹ nhá. Cháu này mà thủy phân trong môi trường axit này thì thu được HCOOH cộng với CH3 CH nối đôi CHOH. Cháu này thì kém bền, ngay lập tức tạo thành C2H5CHO. Đây không phải là acetaldehyde. Acetaldehyde nó phải là CH3CHO cơ. Được chưa? Vậy loại cháu này. Cháu này thủy phân nhìn phát biết ngay ra được là CH3OH. Toang nốt cháu này. Đúng không ạ? Toang nốt cháu này. Vậy mình chỉ còn đáp án gì thôi ạ? C ạ. Đây cháu này thủy phân chúng mình, các cháu nhìn nhá. CH3COOH cộng với CH2CHOH. Chất này kém bền, ngay lập tức tạo thành CH3CHO. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cuộc đời nở hoa. Một là học hóa. Nếu học hóa chú Binh thì hoặc là cuộc đời nở hoa. Hai là cuộc sống bế tắc nhá. Học cùng chú Binh nó chất đến như vậy đấy ạ. Nào câu số 21. Câu số 21 ạ. 21 đáp án gì ạ? Hợp chất Y có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Hợp chất Y có công thức phân tử là C4H8O2. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH. Để các cháu nhìn nhá. C4H8O2 mà tác dụng với đề bài cho là NaOH thì mình thu được C3H5O2Na. Bây giờ mình đi bảo toàn nhá. 4 này trừ 3 còn 1. H8 cộng 1 là H9 trừ 5 thì còn H4. O2 cộng 1 là O3 trừ 2 còn O. Vậy cháu này chính là CH3OH. Mà cháu này là CH3OH. Vậy thì este chúng ta chắc chắn có dạng COO-CH3. Mà este chúng ta mà có dạng là COO-CH3 thì nó chỉ còn là C2H5COO-CH3. Vậy công thức cấu tạo của Y chúng ta là gì ạ? C2H5COO-CH3. Ok. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn của các cháu vào trong video này ạ. Một trong số những skill cực kỳ kinh điển của chúng mình ạ. Chúng mình đang có combo 4 khoa học cực chất đấy ạ. Nền tảng hóa học lý thuyết hóa 12 này. Chia dạng bài tập chi tiết này. Từ những dạng cơ bản nhất này. Tổng ôn các chuyên đề 10, 11, 12 này. Bí kíp luyện đề này. Ok ạ. Đấy và bây giờ là nó còn đang có combo nữa cơ. Ok. Nào câu 22 nào. Nốt câu 22 nào. Nốt câu 22 nào. 22 đáp án gì ạ? Khi thủy phân este vinin acetat. CH3COO CH nối đôi CH2 không biết đọc tên là toang. Không biết đọc tên là toang. Nếu mà không biết đọc tên phải xem lại video trước. Bây giờ thủy phân trong môi trường axit nhá, mũi tên 2 chiều H cộng thì có phải mình thu được CH3COOH không ạ? Cộng với gì ạ? Cộng với gì ạ? Đây này, cộng với cháu này. CH2 nối đôi CHOH. Và như lúc nãy từ nãy đến giờ chúng ta viết thì anh này kém bền, ngay lập tức tạo thành CH3CHO. Đúng không ạ? Vậy là ta thu được axit acetic nhá.
axit acetic và gì đấy? Aldehyde acetic. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây chỉ có thể là đáp án B. Đáp án đúng của chúng ta ở đây bây giờ chỉ có thể là đáp án B. Ok, các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Hôm nay học cái buổi ngày hôm nay khá là phê đúng không? À, hy vọng rằng là tất cả các cháu đều hiểu được hết hai cái skill tìm đồng phân kinh điển nhất của chú Minh đã phô ra ngày hôm nay. Nhớ đặt xem trước fanpage của chú Minh và click nút chuông ở bên cạnh để liên tục nhận được những cái thông báo livestream của chú Minh nhá. À, còn buổi livestream ngày hôm nay đến đây là kết thúc. À, hẹn gặp lại tất cả các cháu vào tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần. À, các cháu ơi, chú Minh chuẩn bị tuần tới chú Minh sẽ khai giảng lớp khóa 12 đầu tiên tại trung tâm Xuân Khởi là vào hôm thứ ba, và vào hôm thứ sáu thì chú Minh sẽ khai giảng lớp khóa đầu tiên ở Đại học Y, giảng đường B3 của trường Đại học Y. Cháu nào ở Hà Nội thì hoàn toàn có thể tới đó để học cùng chú Minh. Và bây giờ bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bạn nào muốn ở xa mà muốn đăng ký, vẫn muốn học chú Minh thì có thể đăng ký khóa full video nhá. Bye bye, inbox cho chú Minh để nhận được tư vấn chi tiết nhất. Chào tạm biệt các cháu. Bây giờ chú Minh sang quẩy với 2K2 đi ạ.